Liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định bất ngờ bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai hưởng lợi. Quyết định mới đây về nhân sự của Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT vô tình mang lại tin vui cho Hoàng Anh Gia Lai. Theo chính sách của bà Luapham Lamsam, chúng tôi đánh giá tầm quan trọng của đội U23 Thái Lan. Trước đây, FAT tính phương án lựa chọn huấn luyện viên nội có bằng pro của AFC. Tuy nhiên, việc lựa chọn thầy ngoại cũng được cân nhắc. Huấn luyện viên Masatada Ishii cũng đã làm cố vấn cho đội U23 nên chúng tôi chọn một nhà cầm quân người Nhật Bản để đảm bảo tính thống nhất. Tờ Thái Rat dẫn lời ông Piapong Puion, người phát ngôn của FAT. Cách đây vài tháng, báo chí Thái Lan cho rằng huấn luyện viên Kiatisak có nhiều khả năng dẫn dắt U23 Thái Lan. Cựu tiền đạo này từng đảm đương nhiều trọng trách ở xứ Chùa Vàng và đang trong thời gian rảnh rỗi sau khi chia tay câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đặc biệt, mối quan hệ thân tình với tân chủ tịch FAT bà Luapham Lamsam càng khiến huấn luyện viên Kiatisak được nhắc đến. Tuy nhiên, khi đội tuyển Thái Lan đang chơi rất hay với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nhật Bản, bà Pang quyết gạt tình riêng và ưu tiên cho đại cuộc. Trước đó, huấn luyện viên trưởng Isara Shitaro đã phải xin từ chức sau màn trình diễn kém cỏi của U23 Thái Lan ở giải U23 châu Á 2024. Dự kiến FAT sẽ công bố tân huấn luyện viên trưởng của đội U23 Thái Lan ngay đầu tháng 9. Nhà cầm quân này đã đến Việt Nam và dự giải giao hữu Liên Post Bank Cup 2024. Đây được xem là bước làm quen quan trọng của vị huấn luyện viên này với môi trường mới. Sau đó, U23 Thái Lan sẽ tập trung song song với đội tuyển quốc gia Thái Lan từ tháng 10. Thông tin này mang đến nhiều hy vọng cho bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng phố núi đã có huấn luyện viên Vũ Tiến Thành nhưng vẫn mong muốn đưa Kiatisak trở lại sân Pleiku. Có điều, Zico Thái sẽ đóng vai trò quản lý hơn là hướng vào công việc chuyên môn. Năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đối diện nhiều khó khăn khi không nhận được nhiều tân binh chất lượng. Thậm chí họ còn chia tay tiền đạo Đinh Thanh Bình, trụ cột ở mùa giải trước. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và cộng sự còn nhiều việc phải làm nếu muốn đưa Hoàng Anh Gia Lai về đích an toàn. Bài viết của tác giả Mai Phương trên báo VTC News 1 giờ trước ngày 28 tháng 8.